thực dược. Đẹp quá anh em. Cái này nó ngửa lên trời nha. Khi mà còn cái búp á là nó cúi nè. Nhưng mà khi nó nở bông rồi nó ngửa lên. Đây nè anh em. Thấy không? Đẹp quá, đẹp luôn. Có búp lên nó cúi nha. Nhưng mà cái bông bắt đầu nó ngửa lên. Wow. Wow, đẹp kinh chưa? Chào đây thì rất là nhiều nụ nha mọi người, nhiều nụ. Quá đẹp nè. Cái màu này là pha lẫn giữa màu màu nghệ với lại màu màu đồng.